Hello anh em, đây là Đảo Kinh Dị và chắc chắn chúng ta sẽ đến với những câu chuyện đáng sợ nhất hành tinh. Các bạn biết đấy, Creepypasta là những truyền thuyết thành thị luôn là đề tài hấp dẫn thú vị với nhiều người, nhưng đôi khi thì lại là nguồn gốc của những tội ác đẫm máu có thật. Những câu chuyện này thường rất là cuốn hút và ba câu chuyện dưới đây nặng đồ nỗi có thể khiến bạn mất ăn mất ngủ. Hãy cân nhắc trước khi xem chúng nhé. Nào, nếu mà bạn không thấy sợ hãi trước những lời dọa dẫm ở trên thì hãy cùng Đảo Kinh Dị đến với ba câu chuyện Creepypasta không dành cho những người yếu tim. The Other Watcher, kẻ rình rập. Một người đàn ông đến một khách sạn và đi thẳng đến bàn tiếp tân để thuê phòng. Người phụ nữ ở bàn tiếp tân đưa cho ông ta một chiếc chìa khóa và dặn ông ta rằng trên lối đi đến phòng của ông ta có một căn phòng không số bị khóa và không một ai được phép vào đó. Cô ta giải thích rằng đó là một nhà kho và nó không được sử dụng nữa. Cô ta nhắc đi nhắc lại với ông khách nhiều lần trước khi để ông ta lên lầu. Ông ta thì đã làm theo sự hướng dẫn của người phụ nữ ở bàn tiếp tân, đi thẳng đến phòng của mình và lên giường ngủ. Tuy nhiên là lời nhắc nhở của người phụ nữ đã làm gợi lên sự tò mò của ông ta, nên vào đêm tiếp theo, ông đã đi xuống hành lang chỗ cánh cửa bị khóa và cố gắng mở nó ra. Tất nhiên là không được vì nó thì đã bị khóa mất rồi. Ông ta cúi xuống và nhìn xuyên qua lỗ khóa. Một luồng không khí lạnh thổi vù qua mắt của ông ta. Thứ mà người đàn ông này thấy là một căn phòng bình thường, giống như căn phòng của ông ta. Và trong góc phòng thì có một người phụ nữ mà da cô ta vô cùng tái nhợt. Cô ta dựa đầu vào tường, hướng mắt về phía cánh cửa. Người đàn ông nhìn chăm chú một lúc. Có lẽ nào đây là một ngôi sao, hay là con gái của chủ khách sạn. Ông ta gần như tò mò đến mức muốn gõ cửa, nhưng cuối cùng thì đã quyết định không gõ. Trong lúc mà vẫn đang nhìn, người phụ nữ đột ngột bật dậy và ông giật lùi ra khỏi cánh cửa. Ông hy vọng rằng cô không chú ý rằng mình đang bị theo dõi. Ông ta chậm chậm đi ra khỏi cánh cửa và trở về phòng. Ngày kế tiếp, ông ta quay trở lại căn phòng bị khóa và tiếp tục nhìn xuyên qua lỗ khóa. Lúc này thì những gì ông ta thấy đều là một màu đỏ tươi. Ông không thể nhìn thấy gì ngoài một màu đỏ kỳ quặc, bất động. Có lẽ là người ở trong phòng biết ông ta đã theo dõi đêm trước và đã che lỗ khóa lại bằng một thứ gì đó màu đỏ. Ông này cảm thấy rất là xấu hổ vì đã làm cho người phụ nữ kia không thoải mái và hy vọng rằng cô ta sẽ không phàn nàn gì với người phụ nữ ở bàn tiếp tân. Ngay lúc đó, ông quyết định hỏi thêm thông tin từ người phụ nữ tiếp tân. Sau một vài câu hỏi nhẹ nhàng tử tế và lời hứa sẽ không ai biết chuyện này ngoài ông ta, người phụ nữ tiếp tân đã đáp: "Được rồi, tôi sẽ cho ông biết chuyện gì đã xảy ra tại căn phòng đó. Cách đây lâu, rất là lâu rồi, có một người ông đã giết chết vợ mình tại chính căn phòng đó. Chúng tôi nhận thấy rằng những người từng ở lại căn phòng đó sau khi vụ án xảy ra đều cảm thấy rất là không thoải mái. Nhưng một điều lạ nữa là những người đó đều trở nên bất bình thường. Toàn thân họ trắng toát, chỉ trừ đôi mắt, chúng có màu đỏ tươi." Ôi dồi ôi, anh em hiểu chuyện gì xảy ra đấy chưa? Có nghĩa là cái đêm đầu tiên ấy, ông này ông nhìn vào căn phòng thì thấy một người phụ nữ trắng toát nhợt nhạt. Đó thì không phải là con người, mà là một thực thể siêu linh huyền bí nào đó. Và đêm thứ hai, ông nhòm qua cái lỗ khóa như thế này này. Ông nhìn thấy một màu đỏ tươi. Vậy thì màu đỏ tươi ở đây là gì? Đó chính là trong mắt của những cái sinh vật đáng sợ ở trong căn phòng ấy. Nó cũng đang thò mắt vào lỗ khóa và nó nhìn lại ông. Nhưng mà bởi vì trong mắt của nó có màu đỏ tươi, nên ông đứng ngoài, ông nhòm vào lỗ khóa, ông không thấy gì hết ngoài một màu đỏ cả. Kinh dị vãi cứt. Nghĩ là cái con ma, con quỷ hay là cái thế lực huyền bí kia nó cách mình chỉ có đúng một cánh cửa thôi, mà nó cũng đang chòng chọc nó nhìn qua lỗ khóa như mình. Nghĩ thôi đã thấy rợn hết cả người. Nhưng thật sự hay. Tiếp theo thì đó chính là câu chuyện băng đeo cổ tay. Khi mà bạn nhập viện, nhân viên bệnh viện sẽ đeo vào cổ tay bạn một chiếc băng đeo màu trắng có viết tên bạn trên đó. Có rất nhiều chiếc băng đeo với màu sắc khác nhau, biểu tượng nhiều điều khác nhau. Trong đó thì băng đeo màu đỏ sẽ được đeo vào cổ tay của người chết. Có một vị bác sĩ làm việc vào ca đêm trong một bệnh viện trường học. Ông ta vừa mới hoàn tất một ca mổ và đang trên đường đi xuống tầng hầm. Ông ta bước vào thang máy và khi đó có một người khác đang ở trong thang máy. Ông ta tình cờ nói chuyện với người phụ nữ đó khi thang máy đang đi xuống. Khi mà cánh cửa thang máy mở ra, một người phụ nữ khác định bước vào thì vị bác sĩ đập mạnh vào nút close và ấn vào nút dẫn đến tầng cao nhất. Đột nhiên, người phụ nữ trong thang máy khiển trách vị bác sĩ kia vì đã cư xử một cách thô lỗ. Và bà ta hỏi tại sao ông lại không để người phụ nữ kia đi vào. Vị bác sĩ thì mới trả lời: "Đó thì là người phụ nữ tôi vừa mới mổ. Cô ấy đã chết khi tôi vẫn đang phẫu thuật. Cô không thấy chiếc băng đeo màu đỏ mà cô ta đang đeo à?
chiếc bằng đó chỉ dành cho người chết. Người phụ nữ trong thang máy mỉm cười, nhún vai và đáp lại: giống như thế này à? Có mùi máu khô trong không khí, vị bác sĩ lạnh người và tay cứng đi sợ hãi. Ông ta có thể cảm thấy những giọt mồ hôi đang chậm chậm chảy xuống khuôn mặt của mình. Ông cố gắng mở cửa thang máy, nhưng đèn đột nhiên vụt tắt. Thứ duy nhất mà ông ta có thể nhìn thấy là chiếc băng đeo màu đỏ và một cặp mắt đỏ rực của người bệnh nhân kia. Đột nhiên thì có một âm thanh chua chát vang lên và thang máy bắt đầu rơi tự do. Ở khe giữa những cánh cửa thang máy, bạn có thể nhìn thấy ánh đèn khi thang máy băng qua một tầng nào đó. Có những vệt sáng leo lét chiếu xuyên qua người bệnh nhân. Cô ta thì không còn mặc áo choàng bệnh nhân nữa, cô ta không còn là cô ta nữa, chỉ còn lại hình dáng của một bóng đen. Cái bóng đó bắt đầu phát ra tiếng động, như thể nó đang cố di chuyển về hướng vị bác sĩ. Ông đã bị dồn vào góc thang máy, không có nơi nào để chạy, không ai có thể nghe tiếng kêu cứu của ông ta. Chiếc bóng càng tiến đến gần hơn nữa mỗi khi vệt sáng chiếu lên nó. Vị bác sĩ nhìn ở chỗ khác và không thể nhìn lại về phía cái bóng. Nhưng vào giây phút cuối cùng, thang máy bất ngờ chạm đến điểm dừng. Ánh đèn đã hoàn toàn biến mất, nhưng ông ta vẫn có thể cảm thấy chiếc bóng đang thở sát bên cạnh mình. Ông ta chậm chậm quay đầu lại, và khi mà nhìn thẳng vào cặp mắt đỏ vô hồn của cái bóng, ông đã bất tỉnh ngay lập tức. Thế rồi vị bác sĩ lại tỉnh dậy với tình trạng ngơ ngác trên một chiếc giường bệnh, mang một chiếc áo choàng bệnh nhân màu xanh. Ông điên cuồng nhìn xung quanh, tại sao mình lại ở trên giường, làm thế nào ông có thể thoát khỏi thang máy? Y tá thì đang viết vài dòng trên một bảng ghi chú. Cô ta nhìn sang và nhận thấy vị bác sĩ đã tỉnh dậy. Ồ, ông đã tỉnh rồi, tốt quá. Ông ta hầu như không thể nói được, và với tất cả sức lực của mình, ông ấy thều thào: Chuyện gì đã xảy ra vậy? Cô y tá kéo một vài tờ giấy từ chiếc bìa đựng mà nói: có một vài công nhân đã tìm thấy ông bất tỉnh trong thang máy, không có vết thương nào nghiêm trọng, chỉ bị cảm nhiệt. Ông sẽ ổn thôi, đừng có lo. Vị bác sĩ buông một tiếng thở dài. Đó tất cả chỉ là giấc mơ, cuối cùng cũng chẳng có gì xảy ra. Cô y tá đặt những tờ giấy ở bìa đựng, nhưng cô ta dừng lại hành động đó ngay khi nhìn vị bác sĩ. Cô ta chậm chậm lùi lại từng bước, bước từng bước ra khỏi căn phòng, rồi chạy nhanh ra ngoài hành lang, đóng sầm cánh cửa phía sau lưng lại. Vị bác sĩ tiếp tục ở trong tình trạng bị tê liệt. Tại sao cô y tá lại làm như vậy? Chuyện gì đang xảy ra đây? Ông đưa mắt nhìn xung quanh, nhìn vào thân thể của mình, vào bàn chân, sang tay phải, và đôi mắt ông ta dừng lại trên chiếc băng đeo ở trên cổ tay của mình. Nó thì đã được đeo ở đó. Một chiếc băng đeo màu đỏ. What the fuck? Thế hóa ra là vị bác sĩ này cũng đã chết mất rồi anh em ạ. Có ai thì không biết. Chết hết. Còn mỗi con y tá cuối cùng chạy được là còn sống. What the fuck? Tiếp nha. Câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay thì đó chính là câu chuyện bật đèn. Cô gái thì quyết định chiếm hữu căn phòng dưới tầng hầm khu nhà trọ khi cô nhận ra rằng có lẽ đêm nay mình sẽ phải thức suốt cả đêm để chuẩn bị cho kỳ kiểm tra nghiêm trọng vào ngày mai. Bạn cùng phòng của cô, tên là Zena, thì lại không có thói quen này nên đã quyết định đi ngủ sớm mà không chờ bạn mình, cũng như là không muốn quấy rầy về học tập thi cử. Cô gái bèn đem những thứ cần thiết để ôn tập xuống tầng hầm của mình, bắt đầu một buổi tối học dài đằng đẵng, học ở trong im lặng của màn đêm dài dằng dặc. Lúc này thì đã là 2 giờ khuya và cô gái trẻ chưa nhận ra mình còn để quên một quyển vở ôn tập ở trên phòng. Buông tiếng thở dài ngao ngán pha chút mệt mỏi, cô lấy bước chân lên tầng 3 của dãy phòng trọ. Những chiếc đèn leo lét soi đường cho cô đi, vài tiếng gỗ cũ kẽo kẹt vang lên dưới từng bước chân mệt mỏi. Cuối cùng thì cũng tới nơi. Cô gái nhẹ nhàng xoay cái nắm cửa rì xét, kéo hờ cánh cửa đủ để mình len vào, mong rằng sẽ không phá giấc ngủ của bạn thân. Xộc vào mũi cô là một mùi hơi khó chịu, nghe như là mùi kim loại cũ. Một chút mơ hồ về mùi hương lạ, cô hơi sững người, tay cô thoáng một chút run rẩy do lạnh. Có một cảm giác khó diễn tả trong căn phòng quen thuộc hàng ngày cô vẫn ăn giấc. Một cảm giác thù địch cay nghiệt, như là có một ánh nhìn hằn học đang chăm chăm nhìn vào mình. Nghĩ rằng chỉ là do thân hồn nát thần tính, cô tiếp tục lần mò tìm quyển vở của mình. Bên kia căn phòng tối tăm, cô gái vẫn nghe tiếng thở đều đều, đôi lúc là thoáng chút nặng nhọc của người bạn thân. Nghĩ là bạn mình bị nhiễm lạnh khi tiết trời vào đông, cô bỏ qua, lầm thầm vài lời chúc sức khỏe cho bạn. Cô gái thì lần mò dọc theo bức tường quen thuộc, cho đến một lúc chân cô chạm phải thành giường của mình. Cô nằm nhoài ra, mò mẫm tìm cảm giác chạm vào cái trang bìa nhám nhám quyển vở. Âm thanh tiếng nước nhỏ nhọt xí rách làm cô chú ý. Có lẽ là hệ thống nước lại hỏng mất rồi, cô ngao ngán. Bỗng dưng chộp được quyển vở của mình cần,
cô nhẹ nhàng cầm lấy, rời căn phòng của mình và quay lại tầng hầm. Sau khi đã quần quật bên đống bài tập đến đúng 6 giờ sáng, cô gái quyết định thế là đã đủ. Cô nàng leo lại lên phòng, hy vọng một giấc ngủ ngắn trước khi lên lớp, làm bài kiểm tra lúc 9 giờ sáng. Những tia nắng mặt trời của ngày mới làm lóa mắt cô khi bước vào căn phòng. Nhưng ngay lập tức, mùi kim loại rỉ sét tối hôm qua kéo cô trở lại về với hiện thực. Chào đón cô một cảnh tượng không mấy đẹp đẽ, cảnh mà sẽ theo cô suốt cả cuộc đời. Bạn thân cô Jenny nằm dang chân ở trên giường. Cổ cô gái thì đã bị cứa nát, kéo dài từ bàn tay trái sang phải. Máu chảy thấm đỏ cả bộ đồ ngủ, lan cả là tấm trải giường. Những giọt máu đọng hiếm hoi còn lại rơi sàn gỗ, nghe lách tách. Tiếng mà đêm qua cô vẫn tưởng là từ vòi nước hỏng. Những tiếng thét kinh hoàng phát liên tục ra từ miệng cô gái trẻ, đánh thức cả hành lang còn đang ngái ngủ. Bạn trọ chung mở tung cửa, vội vã chạy ra nghe ngóng. Tiếng bước chân chạy hối hả, náo động cả dãy hành lang khu trọ. Chỉ vài phút sau, những sinh viên hiếu kỳ đã bu đặc trước cửa phòng và một bạn học len vào, ghì chặt cô gái trẻ giờ đang run rẩy vì sợ. Người bạn ấy từ từ ra dấu cho cô nhìn sang bức tường phía trên giường ngủ của mình. Và cô từ từ liếc sang. Trên bức tường đó viết bằng máu người bạn học và dòng chữ: hên là lúc đó cưng đã không mở đèn. Ôi dồi ôi, hóa ra một tên giết người anh em ạ. Quả đấy mà con này mở đèn lên thì chắc chắn là cũng sẽ bị nó giết người bịt đầu mối luôn. What the fuck. Và câu chuyện này thì cũng kết thúc video ngày hôm nay rồi. Đừng quên like và share nếu bạn thích nhá. Chân này cảm ơn anh em.